hôm trước anh có hỏi về cái chỗ đầu tư ấy. Vâng, nhưng mà thôi, tư vấn cho bác mệt lắm. Từ từ đã xem nào. Lúc thì thấy chú nói là thì Tây Bắc, Tây Nguyên, lúc thì lại Vân Phong với chú Phú Quốc. Thế bây giờ rốt cuộc ấy là chú chuyên cái thị trường nào nhất? Anh cần cái thị trường nào mà chú chuyên ấy cho nó yên tâm. Chứ mỗi thứ biết một tí không ăn thua. Thế anh thấy tất cả cái chỗ đấy nó chung nhau cái điểm gì? Thì làm du lịch. Đây, làm du lịch đây. Thì biết là làm du lịch rồi. Thế nhưng mà mỗi nơi nó mỗi kiểu. Khổ lắm. Đây nhá, nó chỉ có hai loại thôi. Một là dự án du lịch. Hai là đất nền du lịch. Cái dự án ý, nó là cái sản phẩm mà chủ đầu tư người ta làm, người ta phát triển lên, nó có sẵn. Nó đóng gói lại. Anh xem thì anh cân nhắc là một là vị trí của dự án đấy này. Hai là pháp lý của dự án đấy này. Ba là uy tín của chủ đầu tư này. Bốn là cái thiết kế của nó. Nó đúng cái gu của anh thích thì anh mua thôi. Đấy, dự án thì em bán ở tất cả, chỗ nào cũng bán được. Đà Nẵng, Sapa, Phú Quốc vân vân, chỗ nào cũng chơi. Wow. Thế còn đất nền? Đất nền ấy thì nó phức tạp hơn một tí. Cái quan trọng nhất của đất nền nó là cái nguồn đất và cái quy hoạch. Cái nguồn đất mình phải làm chuẩn, xác minh được cái nguồn đất. Sau đấy thì là có miếng lại có sổ, có miếng lại không có sổ. Nó lằng ngoằng pháp lý, đúng không? Cái quan trọng nhất đó là cái quy hoạch. Anh nắm chắc được quy hoạch các khu vực đó thì chắc chắn là thắng rồi, đúng không ạ? Em thì em chuyên đất nền là Sapa này, Y Tý này, Mộc Châu này, Quản Bạ Hà Giang này, Bắc Vân Phong này, Bảo Lộc Bảo Lâm này. Sắp tới đây là có Pleiku Gia Lai với Măng Đen đấy. Ui khiếp người nhỉ. Thì tóm lại là anh nên đầu tư ở đâu bây giờ? Anh đầu tư ngay Sapa cho em. Rồi, view đẹp, khí hậu mát mẻ, khách du lịch có sẵn. Sapa? Thôi xa lắm.